Manchester United có nửa mùa giải tệ nhất trong hơn 90 năm qua. Không phải chỉ vài năm hay vài chục năm, mà đến 90 năm. Đó là cả thế kỷ khi bóng đá còn thô sơ. Thi đấu kém cỏi như vậy, nhưng vì sao mà Ten Hag vẫn chưa bị sa thải? Các nhà bình luận hàng đầu thế giới đã đưa ra những quan điểm về vấn đề này. Lần gần nhất mà Man United có kết quả tệ như thế này là mùa giải năm 1930-1931. Vào cuối mùa bóng đó, họ xếp bét bảng tại giải vô địch quốc gia rồi rớt hạng. Khả năng rớt hạng với Man United là rất thấp, nhưng với tiêu chuẩn của đội bóng thì việc thi đấu tệ như thời gian qua là không thể chấp nhận được. Những người ủng hộ United tự hào về đội bóng, nhưng cảnh tượng các fan hâm mộ dưới Old Trafford hoặc sân khách đã sớm trở nên quá quen thuộc trong mùa giải này sau khi chứng kiến đội bóng thi đấu bạc nhược. Khi Marcus Senesi đánh đầu ghi bàn thắng thứ 3 cho Bournemouth trong chiến thắng sốc 3-0 của họ tại Old Trafford, hàng nghìn cổ động viên bất mãn của United đã ngay lập tức tiến về phía cửa thoát hiểm của Old Trafford, khiến đội khách của Bournemouth vui vẻ hô vang một cách mỉa mai. Đây là một cuộc diễn tập cứu hỏa có phải không? Sao lại ra về nhanh thế? Vào thời điểm tiếng còi mãn cuộc vang lên, hầu như không còn người hâm mộ của Quỷ Đỏ nào còn nán lại. Đến trận đấu sau đó, khi Mohamed Kudus ghi bàn thắng thứ 2 cho West Ham trên sân vận động London phút thứ 78, hàng loạt cổ động viên lặn lội đường xa để cổ vũ đội bóng cũng bắt đầu đổ về phía cửa Etihad. Ai có thể trách cứ họ vì không muốn phải tiếp tục chứng kiến cơn ác mộng đang diễn ra trước mặt? Đây không phải là lần đầu tiên họ chứng kiến đội bóng của mình thất vọng ở mùa giải này. Vậy nhưng bất chấp những điều đó, giới chủ của Man United vẫn có phần đảm bảo tương lai của huấn luyện viên Ten Hag. Lý do là gì? Trận thua trước West Ham còn đau đớn hơn bởi trận thua trước cựu huấn luyện viên của United, David Moyes. Là trận thua sân khách thứ 6 của United trong mùa giải trên mọi đấu trường, và họ vẫn chưa đánh bại được đội top 9 dưới thời Ten Hag. Tiếp sau đó là trận thua trên sân của đội bóng trụ hạng là Nottingham Forest, nhưng phong độ sân nhà của họ thậm chí còn tệ hơn. United đã thua 7 trận tại Old Trafford và để thủng lưới 3 bàn sau 5 trận ở đó. Họ đã để thủng lưới bàn đầu tiên ở 6 trong số 9 trận sân nhà ở giải vô địch quốc gia, và chỉ có câu lạc bộ cuối bảng Sheffield United mới để thủng lưới nhiều bàn hơn. Phong độ sân nhà ảm đạm của United khác xa với mùa giải trước, khi họ biến Old Trafford trở thành pháo đài và thắng 27 trận ở đó, đánh bại Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham và Barcelona. Mùa giải này, pháo đài của họ đã trở thành nơi dễ thở cho tất cả mọi đối thủ. Nó tạo cho các cổ động viên cảm giác mọi thứ đang lặp lại như hiện tượng déjà vu. Hiện tại, Man United đã thua 9 trong số 20 trận ở giải vô địch quốc gia, nhiều hơn 4 trận so với cả Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer khi họ bị sa thải lần lượt từ tháng 12 năm 2018 và tháng 11 năm 2021. Tổng số điểm cũng khá giống nhau. Ten Hag có trung bình 1,5 điểm mỗi trận so với 1,5 điểm của Mourinho và 1,4 điểm của Solskjaer. Trong khi đó, Louis van Gaal đã ghi trung bình 1,7 điểm mỗi trận khi bị sa thải vào cuối mùa giải 2015-2016, dù đã vô địch FA Cup. United hiện tại đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém 2 bậc so với thời điểm Mourinho bị sa thải và dưới 1 bậc vị trí của Solskjaer và David Moyes khi họ phải rời đội bóng. Nhưng không giống như ba người tiền nhiệm, Ten Hag không có thành tích tại Champions League để phần nào lấy được sự tin tưởng. Mourinho và Solskjaer đã đưa United đến sát vòng loại trực tiếp khi họ bị sa thải, trong khi Moyes thậm chí đã lọt vào tứ kết. Còn với Ten Hag và các học trò của ông đã bị loại khỏi Champions League và xếp cuối bảng A trong một bảng đấu trên lý thuyết họ hoàn toàn có thể vượt qua. Nhưng rồi tất cả kết thúc tồi tệ khiến họ còn không có được xuất xuống chơi Europa League như một niềm an ủi nho nhỏ. Khác với những người tiền nhiệm, bất chấp những kết quả đáng báo động gần đây, huấn luyện viên người Hà Lan vẫn nhận được sự ủng hộ từ giới chủ hiện tại của United. Đó là một tình huống hoàn toàn không giống với trường hợp của Mourinho hay Ole, những người đã làm việc với giám đốc điều hành lúc đó là Edward Ward, khi họ không được hỗ trợ trên thị trường chuyển nhượng và luôn bị công kích trong các thất bại của đội bóng. Đồng chủ tịch điều hành Joe và Aram Glazer đã giao cho Ten Hag lãnh đạo việc thiết lập lại văn hóa bóng đá sau nhiều năm tiêu chuẩn của đội bóng sa sút và quyền lực của các cầu thủ được cho là ngày càng tăng cao. Khi ra quyết định trục xuất Sancho khỏi đội vào tháng 9 vì đã lên tiếng trên mạng xã hội, Ten Hag tiết lộ rằng ông đã được khuyến khích thi hành kỷ luật từ giới chủ đội bóng. Ông nói, đó là điều mà câu lạc bộ yêu cầu tôi làm bởi vì trước đây đã không có nền văn hóa tốt nào cả. Vì vậy, để đặt ra một số tiêu chuẩn tốt là điều tôi đã làm. Gần đây, mức độ kỷ luật thấp đã được Nemanja Matic vạch trần và Ten Hag được cho là đã thực hiện sứ mệnh của mình và làm trong sạch hơn bầu không khí tại United. Tuy vậy,
hàng loạt vụ rò rỉ thông tin trong phòng thay đồ liên quan đến một số cuộc nổi loạn chống lại huấn luyện viên cho thấy nhiệm vụ này chưa hoàn thành. Còn phản ứng của câu lạc bộ đối với những vụ rò rỉ đó cũng chỉ là tạm thời cấm các nhà báo đăng câu chuyện này khỏi các cuộc họp báo. Nó cho thấy, khác với trước đây, giới chủ đang đứng về phía huấn luyện viên. Nhưng nếu có sự hậu thuẫn như vậy thì kết quả cần phải tương xứng. Các huấn luyện viên trước đây của United có thể thấy ghen tị về mức độ ủng hộ mà Ten Hag được nhận so với thời điểm họ nắm quyền. Một phần lý do là nhà Glazer sẽ để cho những người đồng sở hữu mới giải quyết vấn đề này. Jean Claude Blanc, giám đốc điều hành của Ineos Sports và giám đốc thể thao Sir David Bradford sẽ tham gia ban điều hành của United và vị trí của Ten Hag sẽ có nhiều rủi ro hơn. Giám đốc điều hành tạm thời Patrick Stewart không có quyền sa thải, nhưng Bradford và Blanc sẽ làm như vậy. Và Ines được biết đến trong quá khứ với Nice đã sa thải 4 huấn luyện viên sau khi tiếp quản câu lạc bộ Ligue 1 vào năm 2019. Họ sẽ không chịu được khi kết quả tồi tệ tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên, Jack Grealish và các đồng nghiệp Ines rất tôn trọng Ten Hag, người mà họ đã gặp khi đến thăm câu lạc bộ vào tháng 3. Điều đó chỉ có thể bị thay đổi do kết quả tồi tệ thì họ mới cân nhắc việc bổ nhiệm Graham Potter hoặc Julen Lopetegui nếu mọi thứ tiếp tục đi theo chiều hướng xấu hơn. Dù vậy, họ khó có thể sa thải Ten Hag ngay vào lúc này khi vừa mới bắt đầu vào việc cải tổ. Như United đã phát hiện ra khi họ sa thải Solskjaer vào tháng 11 năm 2021 và cuối cùng bổ nhiệm Rangnick làm huấn luyện viên tạm thời. Việc tìm kiếm một huấn luyện viên đẳng cấp vào giữa mùa giải khiến cho họ không có nhiều sự lựa chọn so với mùa hè. Về lâu dài, Ineos có thể muốn một vị huấn luyện viên mà họ đã tự tay lựa chọn và việc Ten Hag chưa mang đến sự yên tâm chắc chắn sẽ không giúp ích gì cho mục đích lâu dài của câu lạc bộ. Nhưng có vẻ như việc sa thải sẽ không nằm trong danh sách việc cần làm hàng đầu của họ. Lý do thứ hai mà Ten Hag chưa bị bay ghế đến từ thành tích trong quá khứ. Đó cũng là thứ duy nhất mà các cổ động viên từng kỳ vọng khi Ten Hag đến với Man United. Ajax đã từng làm choáng váng bóng đá châu Âu khi họ lọt vào bán kết Champions League năm 2019 bằng cách chơi thứ bóng đá lôi cuốn và đã duy trì sự thống trị tại quốc nội. Mùa giải đầu tiên với Man United cũng là một mùa giải thành công khi mang về chiếc cúp đầu tiên sau 6 năm khi vô địch Carabao Cup, lọt vào trận chung kết FA Cup và đứng thứ 3 tại Premier League. Mặc dù đang có mùa giải thứ hai khó khăn tại Old Trafford, Ten Hag vẫn được coi là một huấn luyện viên chất lượng và sẽ được săn đón nhiều nếu rời United. Điều tương tự không thể xảy ra với Solskjaer, người đã không giữ được chức vụ quản lý kể từ khi bị sa thải. Cũng chính vì yếu tố này, một bộ phận fan Manchester United vẫn kỳ vọng Ten Hag sẽ xây dựng đội bóng mới phù hợp với triết lý của mình. Và chính họ hướng mũi dùi chỉ trích đến các cầu thủ không có chất lượng hoặc có dấu hiệu phản thầy, chỉ lỗi không phải là do Ten Hag. Lý do cuối cùng có lẽ đơn giản nhất là tài chính. Có thông tin cho rằng câu lạc bộ đang gặp khó khăn về tài chính đến mức họ có thể không đủ khả năng để sa thải Ten Hag ngay cả khi họ rất muốn. Chiến lược gia này còn hợp đồng đến mùa hè năm 2025 và có mức lương là khoảng 9 triệu bảng Anh. Do đó, việc sa thải có thể khiến câu lạc bộ thiệt hại khoảng 15 triệu bảng. Và sau đó, họ sẽ cần nhiều tiền hơn để thuê người thay thế. Không có gì bí mật rằng United đang gặp khó khăn về tài chính. Họ gần đây kiếm được rất ít thu nhập từ việc bán cầu thủ, dẫn đến việc xuất tiền mua cầu thủ cũng gặp trở ngại. Họ cũng bị thiệt hại lớn về mặt tài chính khi không vượt qua được vòng loại trực tiếp của Champions League hoặc thậm chí bị rớt xuống Europa League. Vì thế mà phương án tốt nhất lúc này đó là hy vọng Ten Hag sớm tìm ra được công thức chơi bóng tốt nhất và trở lại trước khi không còn lựa chọn nào khác là phải sa thải. Nhưng việc huấn luyện viên người Hà Lan có chịu thay đổi hay không lại là vấn đề khác.